như là đóng giả nhưng mà kiểu không nhận ra đi. Anh là ai? Ủa? Anh là ai vậy? Anh là người yêu của Vinmart. Dạ, phải lấy cái tiền này. Lâu lắm rồi đó, mới được gặp. Đúng ra là mình bịt khẩu trang vậy là nó không có lịch sự. Nhưng mà không bịt không được. Ai cũng bịt hết trơn. Trời rồi.
nhanh lên, chương trình bắt đầu rồi đấy. Nhìn thấy cái thắt lưng đẹp quá à? Thắt lưng đẹp quá à? Thắt lưng đẹp quá à? Thắt lưng gì á? Thắt lưng gì á? Được tặng hay là của stylist? May quá, toàn được tặng thôi.
lên đi. Lên lên lên. Cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.